Ngày 19 tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 70 xác định cảng Cửa Lò là cảng loại 1 và là cảng biển đặc biệt quan trọng, phục vụ chủ yếu cho việc phát triển kinh tế xã hội của khu vực cả nước và liên vùng. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, cảng Cửa Lò chưa được đầu tư nâng cấp xứng tầm. Hệ thống cầu cảng đã cũ, luồng vào cảng chỉ đảm bảo cho tàu dưới 7.000 tấn đầy tải ra vào an toàn. Hệ thống kho vận chưa đồng bộ. Các doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An khi muốn xuất nhập khẩu bằng container thường phải chuyển ra cảng Hải Phòng hoặc các cảng khác, gây nhiều khó khăn và làm tăng chi phí cho sản xuất. Vì vậy, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng Cửa Lò còn rất thấp. Từ tháng 9 năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đã triển khai dự án đầu tư nâng cấp luồng cho tàu biển 1.000 tấn đầy tải ra vào cảng Cửa Lò. Và đến nay, dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 thuộc bến cảng Cửa Lò của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tiếp tục được triển khai xây dựng theo lời kêu gọi xúc tiến đầu tư của tỉnh nhà. Đây là công trình được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có khả năng tiếp nhận tàu 3.000 tấn ra vào và bốc chở hàng hóa một cách thuận lợi. Cùng với quy hoạch cảng Cửa Lò đang được quy hoạch lại các với quy mô lớn và hình thành khu phi thuế quan trong tương lai gần, công trình các bến cảng được khởi công hôm nay sẽ mở ra cánh cửa thu hút đầu tư mạnh mẽ vào khu kinh tế Đông Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận có thể xuất nhập khẩu, xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa bằng container một cách nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất. Để dự án được khởi công ngày hôm nay, Ủy ban nhân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của nhà đầu tư trong việc phối hợp tốt với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương, nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để dự án hôm nay được khởi công. Ủy ban nhân tỉnh tin tưởng rằng với kinh nghiệm, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và sự nỗ lực quyết tâm cao cũng như tình cảm của một người con quê hương về đầu tư ở tỉnh nhà của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc, chắc chắn dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hoạt động đạt hiệu quả nhất. Ủy ban nhân tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất về các cơ chế chính sách, môi trường đầu tư, đồng thời sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò tiếp tục quan tâm, phối hợp để hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư để công trình sớm hoàn thành và đi vào hoạt động phát huy tác dụng. 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đã cùng chứng kiến nghi thức khởi công đánh dấu sự cùng dành những tràng pháo tay thật đồng nhiệt nhất để cùng chúc mừng cho sự kiện ý nghĩa này. Buổi lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình bến số 5 và số 6, bến cảng Cửa Lò cho tàu 3.000 tấn cũng xin được kết thúc. Thay mặt ban tổ chức,